TV Ánh Sáng tin mừng với Uyên Thi, Thu Trang, Cẩm Ánh và anh chị em thực hiện chương trình xin trân trọng và thân ái kính chào quý khán thính giả. Xin kính chúc quý vị được tràn đầy niềm vui và an bình trong Thiên Chúa qua chương trình TV Ánh Sáng tin mừng. Hôm nay ngày 14 tháng 7 năm 2019, theo lịch phụng vụ Công giáo, hôm nay là Chủ nhật thứ 15 mùa thường niên. Các lễ trong tuần này gồm có: thứ Hai ngày 15 tháng 7, lễ Thánh Bonaventura Giám mục, Tiến sĩ Hội Thánh. Thứ Ba ngày 16 tháng 7, lễ Đức Mẹ núi Camelo. Thứ Năm ngày 18 tháng 7, lễ Thánh Camillus de Lenlis, Linh mục. Thứ Bảy ngày 20 tháng 7, lễ Thánh Apollinaris, Giám mục Tử đạo. Chương trình TV Ánh Sáng tin mừng hôm nay gồm các tiết mục sau đây: lời nguyện đầu giờ, sứ điệp tin mừng, thánh nhạc phụng ca, tin tức giáo hội hoàn vũ, tiết mục tâm thư hàng tháng và sau cùng là phép lành hội thánh. Giờ đây xin kính mời quý vị cùng hiệp ý với chúng tôi dâng lời nguyện lên Thiên Chúa. Lạy Thiên Chúa chí thánh, ngàn trùng chí thánh, hằng thương yêu và sẵn sàng tha thứ những lầm lỗi cho chúng con, xin ban thêm đức mến cho chúng con để cho chúng con luôn biết sống khiêm nhường, yêu thương, bác ái với anh chị em chung quanh và cho thế giới được sống trong an bình và hạnh phúc. Xin Chúa chúc lành cho tất cả quý anh chị em đang thực hiện chương trình TV Ánh Sáng tin mừng luôn nhiệt tâm phụng sự Chúa trong khiêm nhu. Và nguyện xin Chúa ban muôn ơn lành hồn xác xuống trên quý khán thính giả đang theo dõi chương trình TV Ánh Sáng tin mừng được tràn đầy ơn lành và tình thương yêu của Chúa. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy có một người thông luật đứng dậy hỏi thử Chúa Giêsu rằng: Thưa thầy, tôi phải làm gì để được sự sống đời đời? Người nói với ông: Trong lề luật đã chép như thế nào? Ông đọc thấy gì trong đó? Ông trả lời: Người hãy yêu mến Chúa là Thiên Chúa ngươi hết lòng, hết linh hồn, hết sức và hết trí khôn ngươi, và hãy thương mến anh em như chính mình. Chúa Giêsu nói: Ông đã trả lời đúng, hãy làm như vậy và ông sẽ được sống. Nhưng người đó muốn bào chữa mình nên thưa cùng Chúa Giêsu rằng: Nhưng ai là anh em của tôi? Chúa Giêsu nói tiếp: Một người đi từ Jerusalem xuống Jericho và rơi vào tay bọn cướp. Chúng bóc lột người ấy, đánh như tử rồi bỏ đi, để người ấy nửa sống nửa chết. Tình cờ một tư tế cũng đi qua đường đó, trông thấy nạn nhân, ông liền đi qua. Cũng vậy, một trợ tế khi đi đến đó trông thấy nạn nhân cũng đi qua. Nhưng một người xứ Samaria đi đường đến gần người ấy, trông thấy và động lòng thương. Người đó lại gần, băng bó những vết thương, sức dầu và rượu, rồi đỡ nạn nhân lên lừa mình, đưa về quán trò săn sóc. Hôm sau, khi lấy ra 2 quan tiền, ông trao cho chủ quán mà bảo rằng: Ông hãy săn sóc người ấy, và ngoài ra còn tốn phí bao nhiêu, khi trở về tôi sẽ trả lại ông. Theo ông nghĩ, ai trong 3 người đó là anh em của người bị rơi vào tay bọn cướp? Người thông luật trả lời: Kẻ đã tỏ lòng thương xót với người ấy. Và Chúa Giêsu bảo ông: Ông cũng hãy đi và làm như vậy. Đó là lời Chúa. Quý ông bà và anh chị em thân mến, theo một thống kê tại Mỹ, mỗi ngày một người trung bình dùng hơn 60% thời gian trong ngày của mình, tức hơn 15 tiếng đồng hồ, để truy tìm những thông tin xung quanh, chủ yếu từ điện thoại, Internet, TV, báo chí và các phương tiện truyền thông khác trong thế giới hôm nay. Thế nhưng một thực tế đáng báo động là con người ngày một ít giao tiếp với nhau hơn. Cái mà con người ngày nay quan tâm là những thứ vật chất xung quanh họ thay vì con người. Nói đúng hơn, họ quan tâm đến những thứ mà họ xem là cần cho cuộc sống của chính họ thay vì những nhu cầu của tha nhân. Thật đáng buồn vì nhiều người ngày nay
dường như đang mắc một chứng bệnh chung, đó là bệnh thờ ơ với nỗi đau của đồng loại. Vào một sáng Chủ nhật, người mẹ thức dậy sớm hơn mọi ngày, định bụng sẽ đi chợ làm món gì đó ngon ngon cho cả nhà ăn dịp cuối tuần, vì hiếm khi cả nhà chị được thảnh thơi như hôm nay. Sau đó chị sẽ ghé đón con trai học giáo lý trên nhà thờ về luôn. Đang chuẩn bị quần áo để đi thì cô con gái 5 tuổi của chị lẹo đẹo đi theo và nói: mẹ ơi, cho con đi với mẹ nhé. Chị cười xoa xoa vào má con mình. Khi nghe con nói như vậy, chị nói: có biết mẹ đi đâu không mà cũng xin đi. Đứa trẻ nhanh nhảu đáp: con biết, mẹ đi mua đồ ăn ngon cho con và bố mà. Mẹ cho con đi nhé, rồi con sẽ xách đồ giúp mẹ. Nghe con nói, chị mắng yêu con rồi dắt xe ra. Ừ thì đi nào, hai mẹ con cùng đi. Chờ sáng Chủ nhật đông đúc vô cùng. Cô con gái 5 tuổi của chị trông thật nhỏ bé giữa biết bao nhiêu người mua kẻ bán. Nhìn thấy món gì hay hay, con cũng chỉ trỏ há miệng ngạc nhiên rồi kéo áo chị đòi mua cho bằng được. Chị dắt tay con mình đi qua các khu bán đồ ăn. Đang đi thì đụng phải một người đàn ông quần áo rách rưới, cụt chân, ngồi trên chiếc xe lăn để bán vé số, cạnh hàng bán dưa cà. Nhìn bộ quần áo rất tả tơi và khuôn mặt lết thách, cộng với cái mùi chua chua khó người của ông, khiến không mấy ai nán lại mua vé số của ông. Các cô các bà đi chợ quần áo súng xính, còn có vẻ như tránh sang chỗ khác, như thể cái mùi bẩn thỉu ấy sẽ bám vào quần áo của họ vậy. Chị thì không để ý nhiều đến người đàn ông kia, vì trong đầu còn bận nghĩ phải mua thêm vài thứ nữa, rồi còn về không khéo muộn. Chị dắt tay đứa con gái đi ngang qua người đàn ông. Nhưng chưa kịp đi qua, đứa con gái đã kéo tay mẹ và nói: mẹ ơi, chú ấy bán cái gì ấy ạ? Chị trả lời vu vơ rồi kéo con đi: họ bán vé số đấy con ạ. Nhưng con bé còn chần chừ một lúc, rồi buông tay chị ra, chạy ngay tới chỗ người đàn ông nọ và nói: chú ơi, chú bán gì đấy ạ? Người đàn ông cười cười nhìn con bé và nói: con gái ngoan, có mua vé số không nào? Con bé cũng cười: chú cũng có con gái giống cháu à? Vậy cháu sẽ mua giúp chú nhé. Nói rồi đứa con gái quay ra gọi mẹ: mẹ ơi, mẹ mua vé số cho chú ấy đi. Chú ấy đi bán vé số để lấy tiền nuôi con gái giống con đấy. Mẹ mua cho chú ấy mẹ nhé. Chị mua liền một lúc 5 tấm vé số của người đàn ông kia. Không phải vì chị muốn có cơ hội trúng giải, mà chính vì thái độ của đứa con gái chị đã khiến chị cảm thấy thật xấu hổ. Càng nghĩ, chị càng hiểu rằng những đứa trẻ như con gái chị luôn làm những điều mà người đã lớn như chị phải cảm thấy xấu hổ. Chẳng lẽ chỉ khi làm trẻ con, chúng ta mới có thể để ý và quan tâm đến những người xung quanh mình và thông cảm với nỗi đau của họ một cách thực lòng như vậy sao? Còn chúng ta, phải chăng càng lớn tuổi, người ta càng bớt đi sự quan tâm, cảm thông và chia sẻ với tha nhân điều họ đang cần? Những điều chúng ta được học hỏi về mối phúc của đức mến trong đời sống người Kitô hữu dường như chỉ dừng lại nơi lý thuyết, trong các cuốn thánh kinh, trong nhà thờ, nhà tạm hay trong cõi lòng chật hẹp của mỗi chúng ta thôi sao? Chị tự trách mình đã cố gắng dạy con phải biết yêu thương, ngoan ngoãn và quan tâm đến những người xung quanh, nhưng chính bản thân chị đã không phải là một tấm gương cho con mình noi theo. So với người mẹ của mình, đứa trẻ kia vẫn chưa học biết nhiều về lời Chúa trong Thánh Kinh, chưa nghe nhiều bài giảng, chưa học nhiều về các lớp giáo lý và chắc cũng chưa biết gì về các điều răn của Chúa và Hội Thánh. Thế nhưng nó đã có đôi mắt của niềm tin, tin tuyển, một quả tim biết rung cảm và đôi bàn tay yêu thương của Chúa Giêsu khi chứng kiến nỗi đau của tha nhân. Đứa trẻ kia đã biết quan tâm đến tha nhân ngay khi tha nhân chưa thực sự lên tiếng xin giúp đỡ. Còn biết bao nhiêu người lớn khác ngày hôm đó, kể cả mẹ của nó, vẫn thờ ơ, không một lời hỏi han, chưa kể là tránh xa người đàn ông kia để khỏi vương mùi hôi từ ông. Thế mới biết,
Nhịp đập con tim không lệ thuộc vào những kiến thức yêu thương mà một người có được nhờ học hỏi. Nhưng sự rung cảm của một con tim biết yêu thương sẽ rung lên nhịp đập cảm thương của nó nhờ được thường xuyên tiếp xúc và thực hành đức ái liên lỉ trong đời sống thường ngày. Trong bài đọc thứ nhất trích sách Đề Nhị Luật, lời Chúa chẳng khuyên chúng ta rằng: Thánh chỉ ta truyền cho các ngươi hôm nay không quá khó khăn, cũng không quá sức các ngươi. Nó không phải ở đâu trên trời, để các ngươi có thể nói, ai trong chúng tôi có thể lên trời mang luật xuống giảng cho chúng tôi nghe để chúng tôi thực hành được. Nó cũng không phải ở bên kia biển, để các ngươi viện lẽ rằng, ai trong chúng tôi có thể vượt biển và mang nó về cho chúng tôi để chúng tôi được nghe và thực hành điều đã truyền dạy. Nhưng lời ở sát bên các ngươi, nơi miệng các ngươi, trong lòng các ngươi, để các ngươi thực thi. Giới luật yêu thương mà Chúa Giêsu đã dạy và làm gương trước không phải là luật để chúng ta đọc trên môi miệng và cất giữ trong lòng, nhưng là luật hướng dẫn chúng ta trong việc thực hành đức ái mỗi ngày. Trái với đứa trẻ trong câu chuyện trên, trong Tin Mừng hôm nay, những thầy thông luật, những người biệt phái, luật sĩ và tư tế chẳng phải là những người học thông hiểu rộng về luật của Thiên Chúa đó sao? Họ không thể nào không biết đến giới luật yêu thương mà Thiên Chúa đã ban truyền. Giống như trong bài đọc một trích sách Đề Nhị Luật, họ là những người được dân chúng ngưỡng mộ, trở nên gương mẫu cho dân chúng về mức độ tuân thủ lề luật thánh một cách nhiệm nhặt, ít ai bì được. Thế nhưng điều căn bản nhất là luật yêu thương thì họ lại bỏ qua. Đôi mắt chứa đầy chữ viết lề luật đó đã che mờ đi đôi mắt của niềm tin, bóp nghẹt sự rung cảm của con tim trước nỗi đau của tha nhân. Chính vì thế họ sẵn sàng tránh sang một bên, chẳng quan tâm giúp đỡ nạn nhân kia đã đành, họ cũng chẳng buồn gọi ai đó giúp đỡ cho nạn nhân. Trái lại, người Samaria nhân hậu kia bị xem là người dân ngoài, không biết và không sống theo lề luật của Thiên Chúa, lại là người anh em với nạn nhân kia. Con tim của một người nhân hậu không cần biết đến lý lẽ của lý trí và cũng chẳng cần học cao hiểu rộng về luật yêu thương. Nhưng vì quen thực hành đức ái với tha nhân, con tim của người Samaria kia sẽ dễ thổn thức, dễ nhận ra nhu cầu của tha nhân, sẽ biết rung cảm và thôi thúc đôi tay của ông tiếp tục thi hành đức ái ngay đối với một người xa lạ, thậm chí là kẻ thù của ông. Sử gia người Anh Thomas Fuller đã nói rằng, lòng nhân ái bắt đầu từ gia đình, nhưng không nên kết thúc ở đó. Hãy đối chiếu với hành trình niềm tin của người Kitô hữu để thấy, lòng nhân ái bắt nguồn từ Thiên Chúa, nhưng không nên nhốt Ngài trong các ngôi thánh đường, nhà nguyện hay trong cõi lòng chật hẹp của người Kitô hữu. Thiên Chúa đó phải được những người môn đệ Đức Kitô mang vào trong đời sống thường nhật của mình. Việc thi hành đức ái phải là việc luôn luôn, mọi lúc mọi nơi trong cuộc sống chúng ta, chứ không phải là việc mà tôi chỉ làm khi nào thuận tiện hay ít phiền phức nhất. Đức ái không thể nào bị nhốt kín bởi lề luật, bởi tập tục văn hóa, bởi xã hội và cả tôn giáo nữa. Thế nhưng nó có thể bị chúng ta nhốt kín trong cõi lòng ích kỷ hẹp hòi, trong một trái tim khép kín và bất động trước nỗi đau khổ của tha nhân. Xin cho trái tim của những người môn đệ Đức Kitô như chúng ta không bao giờ là một quả tim khép kín với Chúa và tha nhân, nhưng phải luôn luôn là một quả tim biết thổn thức và rung động, để có thể cùng nhịp đập yêu thương như con tim của Chúa Giêsu hay như của người Samaria nhân hậu kia. Chính Chúa Giêsu đã nói, người khác nhận biết anh em là môn đệ thầy nếu anh em yêu thương nhau. Thế nên người ta sẽ biết chúng ta là anh em của họ nếu họ thấy chúng ta yêu thương họ. Và cách tốt nhất làm cho tha nhân trở thành anh chị em của chúng ta chính là lúc tôi và anh chị em, trong mọi lúc mọi nơi, chúng ta phải là những người Samaria nhân hậu ở giữa thế gian này, những người mang khuôn mặt nhân ái của Chúa Giêsu đến trong thế gian.
Ngày nay có biết bao nhiêu mảnh đời đang muốn gặp được Chúa Giêsu như thế trong cuộc đời của họ. Họ muốn được gặp Chúa Giêsu, muốn trò chuyện với Ngài và muốn trở nên bạn hữu của Ngài trong chính cuộc đời của mỗi chúng ta, những người mang danh xưng là Kitô hữu. Ước mong với lời giáo huấn của Chúa Giêsu ngày hôm nay và qua lời bầu cử của mẹ Maria, mỗi chúng ta luôn biết quan tâm hơn đến nhu cầu của tha nhân, cảm thông chia sẻ những nỗi đau khổ và nâng đỡ anh chị em mình trong cuộc sống. Bởi vì chính lúc thi hành đức ái đối với tha nhân, Thiên Chúa đang hiện hữu ở trong mỗi chúng ta và qua chúng ta mà Ngài đến được với tha nhân. Samaritano nhân từ, mặc dù chưa biết Chúa, nhưng lòng bác ái vô biên đã cứu giúp anh em. Còn tôi, còn anh, lòng bên Chúa yêu người, lạnh lùng còn nước trôi. Cho con trái tim nồng nàn để con quên đi chính thân con, xin cho con trái tim nồng cháy để lửa mến mãi mãi không tàn, xin cho con nên môi nụ cười để từ nay mến Chúa yêu người. Đời yêu tha nhân, cho muôn nụ cười luôn luôn tươi trên môi ân cần. Đời đổi đen thay trắng, con người dối trá điêu ngoa, hãy lắng chút tâm tư, đừng quên niềm đau còn có những con người đời chờ. Con trái tim đồng cháy để lửa mến mãi mãi không tàn, xin cho con nếm môi nụ cười để từ nay mến Chúa yêu người. Xin cho con trái tim đồng nàn để con luôn giúp đỡ tha nhân, xin cho con trái tim đồng nàn để con quên trái tim nồng cháy để lửa mến mãi mãi không tàn, xin cho con nét môi nụ cười để từ nay mến Chúa yêu người. Liệu đây có phải là một thừa sai của Chúa? Tin Hoa Kỳ, Irving Francis Howe vốn là một người cha của 5 đứa con trong tiểu bang Michigan, được nổi danh có một đời sống thánh thiện. Hình như ông đã mang dấu tích những vết thương của Chúa Giêsu Kitô khi bị đóng đinh và nói là mình đã chịu những thương khó và thị kiến thấy Chúa Giêsu và mẹ Maria. Giờ đây giáo phận Marquette đang tự hỏi có phải đó là một thánh nhân không?
Và vào tháng 11 năm ngoái, Đức Giám mục John Doerfler đã cho mở hồ sơ phong thánh cho tời tớ Chúa ở Vinhau đã qua đời ngày 3 tháng 1 năm 2009. Cái chết của những người di dân đòi hỏi phải có biện pháp. Tin Hoa Kỳ, một loạt những cái chết của người di dân đã khiến cho người ta nghĩ là đã có hàng ngàn người chết mà không được báo cáo, đã khuyến khích chúng ta phải hân hoan đón tiếp người di dân, trong khi vẫn tìm giải pháp cho những vấn đề khiến họ phải bỏ nước ra đi. Vị chủ tịch của Tổ chức Cứu trợ Công giáo cho biết, hàng ngàn người di dân đã chết mỗi năm để có được một đời sống với những tiện nghi mà người Hoa Kỳ chúng ta đang có. Và ông khuyên chúng ta, nhân ngày lễ độc lập, phải suy nghiệm đời sống trong một nước mà mọi sự đều thiếu kể cả tự do và nhân quyền. Trại tạm trú cho người di dân ở El Paso đóng cửa trong khi khủng hoảng tiếp diễn. Tin Hoa Kỳ, một tổ chức cứu trợ công giáo tại El Paso đã đóng cửa trại tạm trú cho các di dân khi được chính quyền Hoa Kỳ trả tự do trong khi họ chờ đợi để ra tòa. Vị chuyên viên thông tin của giáo phận El Paso cho biết là những thay đổi chính sách tại biên giới đã làm giảm thiểu số di dân đến El Paso. Mặc dù số di dân vẫn còn rất nhiều và cuộc khủng hoảng nhân đạo vẫn còn, nhưng họ không cho người di dân qua nữa. Một vương cung thánh đường trong nước Hoa Kỳ đã trỗi dậy từ đống tro tàn. Tin Hoa Kỳ, một giáo xứ của người di dân đã bị thiêu hủy, chỉ còn có một cây thập giá, nhưng rồi giáo xứ đã được tái thiết, cải tiến và nay đã là một tặng phẩm cho cộng đồng. Tóm lại, đó là một thí dụ đẹp đẽ của sự hồi sinh của giáo xứ công giáo Thánh nữ Maria vô nhiễm nguyên tội tại thành phố Norfolk của tiểu bang Virginia. Và nay, nhà thờ của giáo xứ này đã thành một vương cung thánh đường. Đức Thánh Cha cầu nguyện cho các di dân bị chết trong khi trại giam bị oanh kích. Tin Vatican. Trong buổi cầu kinh truyền tin Đức Mẹ hôm Chủ nhật mùng 7 tháng 7, Đức Thánh Cha Francisco đã mời gọi những người hiện diện tại công trường Thánh Phaero hãy cùng Ngài cầu nguyện cho những người nghèo khổ, không có lấy một tấc sắt trong tay, đã bị thiệt mạng trong cuộc oanh kích tại một trại tị nạn trong nước Syria. Theo báo cáo của Liên Hiệp Quốc, thì cuộc oanh kích đã sát hại 53 người, kể cả 6 em nhỏ, và gây thương tích cho 130 người khác. Điều đáng buồn hơn nữa là theo một phúc trình khác, sau khi trại tị nạn bị tấn công lần đầu, các di dân đã hoảng sợ chạy ra ngoài và đã bị lực lượng phòng vệ nổ súng vì sợ họ trốn chạy. Đức Thánh Cha tiếp kiến Tổng thống Nga Vladimir Putin. Tin Vatican, hôm sáng thứ Năm ngày 4 tháng 7 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã tiếp đón ông Vladimir Putin, Tổng thống Liên bang Nga, và hai vị nguyên thủ quốc gia đã thảo luận về các cuộc chiến đang diễn ra tại đông Ukraine và Syria. Hai cuộc chiến mà Nga đều giữ một vai trò tối quan trọng, nếu không muốn nói là chủ động. Thông cáo cho biết, Đức Thánh Cha và Tổng thống Putin đều hài lòng về những diễn tiến song phương. Các giám mục Pakistan gặp Thủ tướng để trao ngân khoản xây hồ chứa nước. Tin Pakistan, hôm thứ Năm mùng 4 tháng 7, một phái đoàn các đức giám mục trong nước Pakistan đã gặp Thủ tướng Imran Khan tại thủ đô Islamabad và trao tay đến ông Thủ tướng một ngân phiếu 35.250 Mỹ Kim để xây dựng các hồ chứa nước ngọt, nhân danh các thành viên của tôn giáo thiểu số trong nước. Phái đoàn giám mục đã được một thành viên của Quốc hội Pakistan làm trung gian và hướng dẫn. Chính phủ Úc với dự luật cấm kỳ thị tôn giáo. Tin Úc, chính phủ Úc đã định đệ trình một dự luật để cấm đoán tất cả những hành động kỳ thị tôn giáo và những người có hành động vi phạm đến tôn giáo hay tín ngưỡng của người khác đều được xem như có tội. Dự luật này cũng sẽ thành lập một cơ quan nhằm bảo vệ tự do tôn giáo. Ngoài ra, dự luật mới này cũng thay đổi một số luật lệ hiện hành liên quan đến tự do tôn giáo, kể cả những đạo luật về hôn nhân và từ thiện. Luật lệ sẽ không bắt buộc các tổ chức và đoàn thể tôn giáo phải dùng cơ sở của mình để tổ chức các đám cưới đồng tính. Các đức giám mục trong nước Phi Luật Tân bầu lại hội đồng giám mục. Tin Phi Luật Tân. Các đức giám mục Phi Luật Tân đang chuẩn bị bầu lại hội đồng giám mục trong một buổi họp khoáng đại 3 ngày
bắt đầu từ mùng 6 tháng 7 này. Cha Marvin Meha, Tổng thư ký của Hội đồng Giám mục Phi cho biết các chức sắc của Hội đồng Giám mục đương nhiệm còn hoạt động đến hết ngày 20 tháng 11. Và có lẽ là hai vị đương kim chủ tịch và phó chủ tịch sẽ được tái cử. Các người công giáo Triều Tiên ca ngợi sự gặp gỡ của các ông Trump và Kim, tin Nam Hàn. Giáo hội Công giáo Nam Hàn đã hoan hô sự gặp gỡ của hai nguyên thủ quốc gia Hoa Kỳ và Bắc Hàn hôm cuối tháng 6 vừa qua. Theo các đức giám mục Đại Hàn thì toàn thể dân chúng trong bán đảo Triều Tiên đều đặt kỳ vọng vào cuộc gặp gỡ này là một bước tiến để đi đến cuộc giải giới nguyên tử trong nước Bắc Hàn. Nhưng điều quan trọng là các đức giám mục mong muốn tình hình hòa hoãn hơn để Nam Hàn có thể giúp đỡ đồng bào miền Bắc một cách hữu hiệu hơn. Đức Thánh Cha dâng thánh lễ cho người di tản và di dân, tin Vatican. Hôm thứ Hai mùng 8 tháng 7 qua, Đức Thánh Cha Francisco đã cử hành một thánh lễ tại Vương cung Thánh đường Thánh Phêrô cho những người di tản, di dân và các đoàn thể cứu trợ. Thánh lễ ngày mùng 8 là để đánh dấu 6 năm ngày Đức Thánh Cha thăm viếng đảo Lampedusa của nước Ý, nơi nhiều người di dân đang tạm trú. Độ 250 người đã tham dự thánh lễ và được phát hình trực tiếp. Các linh mục Ấn Độ phản đối việc hoàn chức cho một hồng y thỉnh cầu tòa thánh can thiệp. Tin Ấn Độ, sự can thiệp của Đức Thánh Cha Francisco đã được thỉnh cầu để can thiệp việc chia rẽ càng ngày càng trầm trọng hơn trong Giáo hội Công giáo Đông phương Siro Malabar. Nội vụ bắt đầu khi 250 linh mục chống đối quyết định của Giáo hội Công giáo Đông phương khi hồi phục chức vụ cho Hồng y George Alan Cherry để trở lại làm tổng giám mục của các ngài. Vì Đức Thánh Cha là một người chú trọng đến sự thật và công lý, nên các linh mục đã gửi văn kiện chính thức để nhờ ngài giải quyết. Đức Thánh Cha chấp nhận đơn từ nhiệm của hai sứ thần tại Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha. Tin Vatican, hôm thứ Năm mùng 4 tháng 7 qua, Đức Thánh Cha Francisco đã chấp nhận đơn xin từ nhiệm của các sứ thần tòa thánh tại các quốc gia Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha vì lý do đáo hạn tuổi. Đó là Đức Cha Renzo Fratini, sứ thần tòa thánh tại Tây Ban Nha và lãnh thổ Andorra, và của Đức Cha Rino Pasigato, sứ thần tại xứ Bồ Đào Nha. Cả hai vị sứ thần đều đã đáo hạn tuổi về hưu là 75 tuổi. Bệnh viện Nhi đồng của tòa thánh hợp tác với Bệnh viện Nhi đồng của Nga, tin Vatican, theo một hợp đồng mới ký giữa các Bệnh viện Nhi đồng Chúa Giêsu Hài Đồng của tòa thánh và Bệnh viện Nhi đồng của Nga, thì cả hai cơ sở y tế sẽ hợp tác để nghiên cứu và phát triển các phương thức y học trong một bản hiệp ước được ký kết cùng ngày với cuộc họp mặt của Đức Thánh Cha và ông Putin. Tên của hiệp ước là Văn kiện Hổ Tương. Theo một thông cáo thì hiệp ước nhằm gia tăng sự hợp tác song phương để phát triển những dự án liên quan trực tiếp đến hai bệnh viện nhi đồng. Xin thân ái kính chào quý khán thính giả của TV Ánh Sáng Tin Mừng và Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp. Kính thưa quý ông bà anh chị em hiện diện trong trường quay với chúng ta ngày hôm nay có linh mục Phaolô Hoàng Thành Đức dòng Chúa Cứu Thế. Chúng con xin kính chào cha. Xin thân ái kính chào thầy Phó Tế Giuse Phạm Duy Thiền. Mình gửi lời chào đến tất cả quý ông bà và anh chị em đang lắng nghe chương trình ngày hôm nay. Thưa cha, trở lại với lá thư hàng tháng của chúng ta, thì trong bức tâm thư của tháng 7 năm 2019, thưa cha có cái sứ điệp gì cha muốn gửi đến bà con của chúng ta không? Dạ vâng, cảm ơn thầy. Trước khi con nói đến bức tâm thư tháng 7 thì xin giới thiệu với quý ông bà và anh chị em khán thính giả của TV Sáng Tin Mừng
và Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp. Có lẽ đây là lần đầu tiên thầy Phó Tế Du Xe Phạm Duy Thiền đến với chúng ta trong bức tâm thư. Hiện tại thầy là thầy Phó Tế Vĩnh Viễn đang giúp tại giáo xứ San Lucy ở gần nhà dòng ở Long Beach, California. Chúng con xin được chào đón thầy đến với bức tâm thư hàng tháng. Chúng con chào cha và thân ái chào quý khán thính giả, và rất là vui được gặp gỡ quý ông bà anh chị em. Dạ vâng, trong niên lịch phụng vụ của giáo hội, cái ngày cuối cùng của tháng 7, không biết thầy nhớ là ngày lễ kính thánh nào không? Thưa cha, con luôn luôn nhớ ngày đó, ngày 31 tháng 7, luôn luôn là ngày mà giáo hội mừng kính thánh Ignacio đứng sáng lập dòng tên. Dạ vâng, cảm ơn thầy. Đó cũng là ngày mà con được tin thánh vào năm 2011, ngày 31 tháng 7 năm 2011. Thì con và năm thầy nữa cùng tin thánh vào ngày đó, cho nên thánh Ignacio làm con nhớ mãi cái ngày mà ngài được kính nhớ hàng năm, ngày 31 tháng 7. Và hôm nay chúng ta sẽ nói về cuộc đời của thánh Ignacio. Có lẽ gói gọn trong chương trình có chừng nửa tiếng, chúng ta không thể nào đi hết những chi tiết cuộc đời của ngài. Thế nhưng qua những nét chính yếu trong cuộc đời của thánh Ignacio, chúng ta sẽ rút ra cho chính mình những cái bài học hữu ích cho hành trình niềm tin nơi dương thế của mỗi người chúng ta. Có lẽ thầy đã biết về thánh Ignacio. Ngài sinh vào năm 1491 tại Tây Ban Nha. Thánh Ignacio là một người sinh ra trong một gia đình quý tộc, giàu có. Và gia đình của ngài theo nghiệp quân, có nghĩa rằng vào trong quân đội cha ngài là những người cấp cao, những tướng cấp cao trong triều đình của Tây Ban Nha thời bấy giờ. Và giống tương tự như Thánh An Phong sau này, cha theo nghiệp quân thì cũng muốn người con của mình theo nghiệp quân. Và Ignacio có cùng tư tưởng như vậy không như An Phong? An Phong, Thánh An Phong sáng lập dòng cho cứu thế thì lại không thích theo cái nghiệp của cha mình. Nhưng mà Ignacio thì lại khác. Cậu là một chàng thanh niên trẻ trung, tài ba, sinh ra trong một gia đình quý tộc, lại có một cái bề phóng, đó là thường xuyên được vào trong triều đình của nhà vua, rất là quen thân với nhà vua cũng như các quan lớn trong triều đình. Thế nên việc mà Ignacio muốn làm, muốn thăng tiến về đời sống danh vọng, tiền tài, nó rất là dễ, tại đã có sẵn một cái bề phóng là gia đình giàu có và quen biết chức quyền trong triều đình thời bấy giờ. Cho nên Ignacio, một cậu thanh niên, cũng theo đuổi những danh vọng đó. Và Ignacio đã tòng quân, để từ việc tòng quân đó quen với việc quân binh, rồi từ đó gia đình sẽ kiêm cách để cho Ignacio được cất nhắc. Và từ nhỏ Ignacio đã vào trong triều đình nhiều lần, đã làm quen với các quan lớn, cả đến nhà vua cũng đã biết đến Ignacio. Như vậy thưa cha, như vậy rõ ràng là cái lý tưởng của Ignacio lúc bấy giờ là đeo đuổi danh vọng và quyền lực. Dạ vâng, như bao chàng trai trẻ khác, Ignacio vẫn muốn giàu có, vẫn muốn có danh vọng, có địa vị trong xã hội. Và chàng tiếp tục theo đuổi cái đó cho đến một ngày. Đặc biệt lúc mà Ignacio đang phục vụ trong quân ngũ vào năm 1521, thì lúc đó ngài bị thương nặng ở chân trong một trận chiến, và ngài được đưa về bệnh viện và sau đó đưa về nhà để dưỡng thương. Vết thương ở chân của ngài rất nặng, đến nỗi sau này dù đã gọi là bình phục rồi nhưng ngài vẫn còn không có đi đứng lại bình thường được. Nói nôm na là ngài vẫn đi cà thọt, tất nhiên là đi nó không có như một người bình thường nữa. Và cái biến cố xảy ra năm 1521 đó đã thay đổi cuộc đời của Ignacio. Và thay đổi như thế nào? Lúc mà dưỡng thương ở nhà, sống trong một cái lâu đài rộng lớn như vậy, thì Ignacio, một người trẻ trung, hoạt bát,
lại đâm chán ra, tại vì cứ nằm trên giường thôi, hết người này chăm sóc đến người khác chăm sóc. Và Ignacio cảm thấy buồn chán, và ngài đã nhờ người chị dâu của mình kiếm cho ngài cái gì đó để ngài giết thời gian qua những cuốn sách. Loay hoay trong lâu đài rộng lớn như vậy chẳng kiếm ra được cuốn sách nào cả, ngoài cuốn sách về hành các thánh, về cuộc đời Chúa Giêsu và hành các thánh. Thế là đành phải đọc cuốn đó vậy. Tuy nhiên khi càng đọc cuốn sách về cuộc đời Chúa Giêsu và hành của các thánh, tí Ignacio đã từ từ được khai sáng. Có lẽ con đường phía trước mà Ignacio mường tượng ra, con đường danh vọng ở thế gian này, từ từ nó tối đi và nó mở ra một con đường sáng khác. Bây giờ Ignacio cảm thấy những cái danh vọng mà mình hằng đeo đuổi đó, nó không còn là một thứ mà Ignacio tìm kiếm trong cuộc đời nữa. Thế là sau khi đọc xong cuốn sách đó, suy gẫm, và có lẽ đối với Ignacio và gia đình của ngài thì là một sự ngẫu nhiên tình cờ. Nhưng ý định của Thiên Chúa không bao giờ là tình cờ cả. Ngài đã dùng cái biến cố, phải nói rằng bước ngoặt trong cuộc đời của Ignacio, để biến Ignacio thành một đấng sáng lập của dòng tên, và đã làm được rất nhiều việc trong giáo hội. Và cho đến ngày hôm nay chúng ta thấy sự lớn mạnh của các sĩ tử dòng tên nó như thế nào, và ảnh hưởng sâu rộng như thế nào trong đời sống giáo hội bởi một đấng tổ phụ mà thoạt đầu, và chúng ta thấy chẳng dính dáng gì đến giáo hội cả, theo đuổi những danh vọng của con người. Thế nhưng khi mà được trở lại rồi thì lòng nhiệt thành của Ignacio, lòng trung thành của ngài đã phụng sự giáo hội và mang được rất nhiều linh hồn về với giáo hội Chúa. Chúng ta biết sự lớn mạnh của dòng tên, của những nhà truyền giáo dòng tên khắp thế giới, và theo con biết thì ở Việt Nam cũng đã thừa hưởng vấn đề truyền giáo của các nhà truyền giáo dòng tên này, ông thưa thầy. Vâng, thưa cha, các vị thừa sai, một những vị thừa sai đầu tiên và có công đối với giáo hội Việt Nam, nhất đặc biệt là đối với chữ quốc ngữ của Việt Nam, do cha Đắc Lộ là một tu sĩ dòng tên. Thì chúng ta thấy ở Việt Nam của chúng ta có những làng thường mang tên thánh là Francisco Xavier, chắc chắn đó là những nơi được thừa hưởng di sản của các đấng ở dòng tên. Có, con biết có những làng là cứ đàn ông là Francisco Xavier. Vâng. Vâng. Sự ảnh hưởng của dòng tên, và sau này chúng ta sẽ biết Francisco Xavier là ai. Và khi mà hồi phục xong rồi thì tự nhiên Ignacio trong một cái giấc chiêm bao thấy mình được Chúa gọi. Chúa gọi để trở nên phục vụ ngài trong một cái cánh đồng truyền giáo mới của giáo hội. Và Ignacio đã ý thức rằng đó là việc mà Chúa muốn mời gọi ngài. Thế là Ignacio đã từ bỏ tất cả con đường danh vọng của mình, để lại những gì là tước hiệp sĩ, những thanh kiếm hay là những thứ thuộc về giới quý tộc thời bây giờ, để mà ngài dân thân phục vụ Chúa và giáo hội, giống như thánh Alphonso sau khi đã thất bại trong một lần tranh cãi ở tòa thì chính hay là tòa án, ngài đã nói rằng thế gian ơi, ta đã biết ngươi rồi. Và trên đường đi về thì chính Alphonso cũng đã bỏ lại cái thanh gươm dưới chân tượng Đức Mẹ, và Ignacio sống thời trước Alphonso cũng đã làm điều đó, cũng đã bỏ thanh kiếm hiệp sĩ của mình lại trước tượng Đức Mẹ và cầm lấy tràng chuông Manh Côn để mà dân thân phục vụ Chúa nhờ sự dẫn dắt của mẹ Maria. Và khi đó Ignacio chưa biết rõ ý Chúa muốn mình như thế nào, nhưng mà ngài từ bỏ cái nghiệp binh và bắt đầu theo đuổi việc học hành. Ngài qua Paris để mà trau dồi thêm về thần học cũng như giáo lý, hầu có thể giúp cho giáo hội sau này. Ngài cũng chẳng nghĩ đến rằng mình sẽ đi tu, sẽ làm linh mục, chứ chưa gì nói đến việc sáng lập dòng cả. Nhưng mà ngài muốn rằng mình sẽ không cho người khác được cái mình không có. Thế nên là ngài phải lao vào để mà
trau dồi thêm về thần học của đạo thánh chúng ta cũng như về giáo lý để rồi có thể giúp cho hành trình mục vụ sau này. Và khi qua Paris thì Ngài đã quen thân với một người bạn đặc biệt, chúng ta biết là Thánh Francisco Xavier. Cả hai người này, Ignacio và Francisco Xavier, dường như giống như là đứng đồng sáng lập của dòng tên này. Mặc dù Ignacio chính thức là đứng sáng lập, thế nhưng mà vai trò của Francisco Xavier hoàn toàn không thua kém. Có nghĩa rằng giống như việc dòng Chúa Cứu Thế, Thánh Alfonso là đấng sáng lập, Thánh Clemente là đấng sáng lập thứ hai, có nghĩa là mang dòng Chúa Cứu Thế ra khỏi biên giới nước Ý, thì Ignacio là đấng sáng lập và Francisco Xavier là đấng mang dòng tên ra khỏi biên giới của châu Âu. Vâng, như còn cũng nghe các cha dòng tên nói về cái giai đoạn đó, thì Ignacio, Ngài đã ở chung phòng với Francisco Xavier. Và lúc bấy giờ có cha Fabre, thì lúc bấy giờ là cũng là một người bạn học chung. Thế nên thành là những cái nhóm đầu tiên đó, những đầu tiên hình thành những anh em đầu tiên, thì họ sinh hoạt với nhau, họ chia sẻ thiêng liêng với nhau. Để, và đấy chính là cái nền móng của dòng tên sau này. Thì vâng, ba đấng đó đã trở nên những người bạn thân thiết không chỉ ngoài đời nhưng cả trong đời sống tâm linh nữa. Thế nên khi trở về Roma thì ba đấng đó đã đến gặp ngay Đức Giáo Hoàng thời bây giờ, đó là Đức Giáo Hoàng, không biết thầy có nhớ là Đức Giáo Hoàng nào không, Đức Giáo Hoàng Phaolô Đệ Tam, có nghĩa là Đức Giáo Hoàng Phaolô thứ ba đấy. Thì Ngài đến đó trình bày với Đức Giáo Hoàng rằng là chúng con muốn dấn thân phục vụ giáo hội. Và chính lúc đó, vào năm 1540, thì dòng tên được thành lập, tự gọi là dòng Chúa Giêsu. Mà Việt Nam chúng ta là không muốn kêu danh thánh Chúa Giêsu nên gọi là dòng tên. Nhưng mà dòng Chúa Giêsu đã được thành lập vào năm 1540. Và từ đó chúng ta thấy sự lớn mạnh của dòng tên như thế này. Và có một điểm đặc biệt ở dòng tên, ngoài những lời khấn của các dòng khác là vâng lời, khó nghèo và khiết tịnh, dòng tên có một lời khấn đó là trung thành với giáo hội và vâng phục Đức Thánh Cha, và hoàn toàn vâng phục Đức Thánh Cha. Đó là một điểm đặc biệt mà dòng tên muốn nhấn mạnh, có nghĩa rằng Đức Thánh Cha sai họ đi đâu là họ sẵn sàng đi đến đó, họ vâng phục Đức Thánh Cha giống như vâng phục Chúa Kitô vậy, và đúng là như vậy. Vâng, thì đó được gọi là cái lời khấn thứ tư của các tu sĩ dòng tên. Dạ, vâng. Đây là vâng lời Đức Giáo Hoàng và không đòi hỏi bất cứ cái điều kiện gì. Dạ vâng, có nghĩa rằng Đức Giáo Hoàng nói sai nhảy vào lửa họ cũng nhảy vào, sai ra khơi họ ra khơi. Tuy nhiên là hoàn toàn tuân phục quyền bính của Đức Giáo Hoàng. Cái đó là điều mà mẫu gương cho tất cả những người tu sĩ nói chung. Dù sao Đức Giáo Hoàng vẫn là vị đại diện của Chúa Kitô, và cái lòng vâng phục của Thánh sáng lập Ignacio cũng như các tu sĩ dòng tên là một mẫu gương cho mỗi người chúng ta. Và ngày hôm nay khi nhắc lại những biến cố chính trong cuộc đời của Ignacio, từ một người trẻ theo đuổi danh vọng đến một người bị thương ở chiến trường về nhà, rồi một người đã được cải hóa trở nên một người nhiệt thành lo cho công việc phục vụ Chúa và giáo hội, rồi trở nên một tu sĩ, một đấng sáng lập, một dòng lớn, phải nói lớn nhất, có số sĩ tử đông nhất giáo hội thời bây giờ và cả thời nay nữa. Có lẽ không có, con không có nhớ chính xác là bao nhiêu sĩ tử của dòng tên, nhưng dòng tên vẫn là dòng lớn nhất, nhiều thành viên nhất trong giáo hội. Và ngày hôm nay, ngay tại đất Mỹ này và nhiều vùng khác, chúng ta thấy ảnh hưởng của dòng tên, đặc biệt là vấn đề giáo dục. Chúng ta thấy nhiều trường đại học danh tiếng là của các cha dòng tên sáng lập ra và đang trông coi, hay là những bệnh viện, những cơ sở lớn, chúng ta thấy ảnh hưởng của dòng tên nó không chỉ gói gọn trong vấn đề đức tin công giáo thờ phượng của chúng ta đâu, nó bao quát cả ngoài xã hội. Nhiều người biết đến dòng tên bởi những hoạt động xã hội lớn mạnh của các sĩ tử dòng tên. Đó là một trong những hoa quả mà chúng ta thấy vị thánh chúng ta kính nhớ ngày hôm nay.
ngày 31 tháng 7 hàng năm. Thế nên nha siêu để lại một di sản nó vẫn còn tiếp tục lớn mạnh trong giáo hội cho đến bây giờ. Và có lẽ khi nói về cuộc đời của Thánh Ignacio, chúng ta nên rút ra một vài điều gì đó hữu ích cho cuộc hành trình niềm tin của chúng ta, phải không thưa Thầy? Vâng. Dạ vâng. Có lẽ một bài học đầu tiên mà chúng ta sẽ nhắc đến đó là việc chúng ta nói đến thời niên thiếu của Ignacio, có nghĩa là thời trước khi Ngài được ơn trở lại để phục vụ giáo hội. Tuy nhiên, khi nhìn vào cuộc đời của Ngài, chúng ta sẽ thấy thật là sai lầm. Con người chỉ biết chọn và dựa vào những của cải danh vọng ở đời này. Chính cuộc đời của Ignacio đã nói lên cái điều đó. Ngài đã nói lên rằng những thứ của cải danh vọng đó nay còn mai mất. Danh vọng mà Ignacio vẫn tìm kiếm đó đùng một cái bị thương, không còn là một cái điều gì đó mà Ignacio khao khát nữa. Thế nên nếu như chúng ta bám víu vào danh vọng của cái những thú vui ở đời này thì chúng ta đang bám vào một chỗ thật là sai lầm, và giống như Chúa Giêsu nói thật là ngu dại khi các con xây cuộc đời nhà mình, cái nhà cuộc đời của mình nó trên nền cát chứ không phải trên nền đá. Có lẽ trước khi được biến đổi thì chính Ignacio cũng xây cuộc đời của Ngài trên nền cát, có nghĩa là trên những gì hư ảo của thế gian này, những điều nó chẳng vững bền chút nào cả. Nhưng mà một người trẻ vẫn theo đuổi những tham vọng đó, chúng ta thấy cuộc đời của Ngài có thể rút ra một điều rằng đừng bao giờ xây cuộc đời của chúng ta trên những phương tiện vật chất, những thứ mà thế gian mang lại những hào nhoáng của nó xem ra có vẻ rất hấp dẫn với nhiều người, phải không thưa Thầy? Vâng, thưa cha, có lẽ cuộc đời của Thánh Ignacio có rất nhiều bài học để chúng ta có thể học được. Mỗi một người Chúa gọi một cách khác nhau qua những cái biến cố. Thì Ignacio đã qua cái biến cố bị thương ở Pamplona thì nó trở thành một cái tiếng gọi cho Ngài, một cuộc đổi đời. Rồi là những ngày nằm ở nhà để mà chán nản, rồi buồn chán, rồi đọc sách. Đấy chính là cái lúc mà Chúa đang gõ cửa. Để rồi khi Ignacio nghe được tiếng của Ngài thì Ignacio đã có một cái sự biến đổi. Có lẽ cái kinh nghiệm mà cha nói về cuộc đời của Ngài thì sau này Ignacio Ngài đã viết lại tất cả cái kinh nghiệm thiêng liêng của mình trong cái cuốn được gọi là cuốn Linh Thảo. Đó là diễn tả lại cái kinh nghiệm thiêng liêng của mình, kinh nghiệm được biến đổi. Mà cái bài học đầu tiên mà chúng ta thấy đó là tất cả những cái gì mà quyến luyến, lệch lạc, làm cho mình rời xa Thiên Chúa, thì đấy chính là cái điều mình phải thanh luyện nó, thì mới có thể nghe được tiếng Chúa. Và Ignacio đã thực hành cái điều đó ngang qua cái cuộc đời của mình. Dạ vâng, có những lúc Thiên Chúa để cho chúng ta tự do chọn lựa, nhưng Ngài vẫn luôn theo đuổi để lôi kéo chúng ta về với Ngài. Có lẽ cuộc đời của Ignacio được thì đúng hơn nói là bị được Chúa tát cho một cái thật là mạnh, đánh vào cái tham vọng đó thì Ngài mới bừng tỉnh lên. Nếu như không có cái biến cố đó, chưa chắc Ignacio đã được bừng tỉnh và trở nên một vị đại thánh trong giáo hội của chúng ta đang có ngày hôm nay đâu. Nhiều lúc trong cuộc đời của chúng ta có những biến cố, những anh chị em chia sẻ rằng thưa cha, trước đây con lao vào tìm kiếm của cải vật chất, nói chung rằng đời sống của cái vật chất của gia đình con nó không thiếu. Con mua được trên dưới chục căn nhà. Và có một biến cố lúc mà xảy ra đối với gia đình con, tự nhiên một người thân bị ung thư và chết đi, làm cho con phải suy nghĩ lại rằng cái đó có phải là tất cả tôi tìm kiếm hay không? Có những thứ nó hơn nữa. Nhiều lúc con lao vào tìm kiếm đó rồi con quên mất cái giá trị của đời sống thiêng liêng. Con lao vào tìm kiếm những giá trị vật chất thì con sao lãng đời sống tâm linh. Và cái đó là cái điều uổng. Và nhiều lúc Chúa đánh một cái thật mạnh, thật đau thì chúng ta mới tỉnh lại được. Và Ignacio cũng đã tỉnh ở Chúa đánh một phát rất là mạnh vào cái tham vọng, vào cái ước muốn quyền lực
của Ignacio, và cái tác đó làm cho Ngài bừng tỉnh và trở lại. Và cái bài học thứ hai chúng ta thấy nơi cuộc đời của Ignacio, đó là một bài học khiêm nhường, biết mở lòng ra với Chúa. Cái bài học này chúng ta rất cần. Có nhiều lúc Chúa thử thách chúng ta, những người khiêm nhường đón nhận thánh ý Chúa như Ignacio thì sẽ làm lại cuộc đời của mình trong chiều hướng hợp với thánh ý của Thiên Chúa. Còn những người đang vui vẻ như vậy, tự nhiên xảy ra một biến cố bất hạnh nào đó xảy ra với chính mình hay với gia đình người thân của mình, thì họ đâm ra than trách Chúa, rồi lúc lạc niềm tin. Có một số người là đánh mất luôn niềm tin vì than trách Chúa, tại sao Chúa lại để những điều đó xảy đến trong cuộc đời. Rồi họ trách Chúa, rồi họ bỏ luôn cái niềm tin, không còn tín thác nơi lòng thương xót của Thiên Chúa nữa. Thế nên một người khiêm nhường thực sự, khi Chúa dùng cái biến cố nào đó, hoặc Chúa để cho nó xảy ra một biến cố nào đó, phải nói rằng đánh động cuộc đời của họ, mà họ khiêm nhường mở lòng mình ra, thì những người đó mới thay đổi được. Có phải không thưa thầy? Vâng, thưa cha, con rất đồng ý với cha cái điều đó. Bởi vì một biến cố khi mà Chúa để cho xảy ra trong đời của mình, đòi hỏi mình phải có một cái tâm hồn lắng nghe, phải mở lòng. Bởi vì Chúa không bao giờ để cho một cái điều gì đó xảy ra trong đời mình như một sự tình cờ, nhưng mà như là một cái tiếng gõ cửa của lòng mình. Cho nên khi Ignacio nghe được tiếng của Chúa, thì Ngài đã khát khao, vâng, Ngài khát khao để muốn biết ý Chúa muốn mình làm gì. Cho nên khi con đọc vào sách của Ngài đó, thì Ngài viết rằng là cái lúc mà Ngài không biết phải làm thế nào để có thể đi biến đổi đời mình rồi, nhưng mà không biết Chúa muốn mình làm cái gì, thì Ngài đã có những lúc mà đau khổ, chán nản, đến độ Ngài mới nói rằng là: lạy Chúa, con không biết phải làm cái gì. Nếu mà con sẵn sàng chạy theo một con chó nhỏ, nếu nó chỉ đường cho con cái con đường mà con đi theo Chúa, thì con cũng sẵn sàng đi theo. Cho nên cái tâm hồn khiêm tốn của Ignacio nó thật là dễ thương và rất là gần gũi với chúng ta. Dạ vâng. Cái con đường đó mở cửa mình cho Chúa một cơ hội và cho chính mình một cơ hội nữa rất quan trọng, và phải khiêm nhường mở ra để Thiên Chúa làm việc trong cuộc đời của chúng ta. Và bài học thứ ba mà Thánh Ignacio để lại cho mỗi người chúng ta, đó là sau khi mở lòng ra rồi, để được ơn hoán cải, để được Chúa biến đổi rồi, thì chính bản thân của Ngài cũng phải cố gắng liên lỉ. Lúc mà Ngài trở lại với niềm tin một cách mãnh liệt hơn vào việc dấn thân phục vụ đó, biết bao nhiêu cám dỗ để Ngài bỏ cuộc, nhưng mà Ignacio đã kiên trì đến cùng. Và cái ơn bền đổ đó cần thiết trong đời sống của mỗi người chúng ta. Có lẽ chúng ta cũng có ước vọng theo Chúa đấy, cũng muốn ước ao làm những điều tốt lành đấy, nhưng chúng ta có kiên trì thực hiện hay không? Cái điều đó là điều hệ tại mà chúng ta cần phải để ý, và phải xin Chúa luôn luôn cho chúng ta được cái ơn giống như Ngài, can đảm và kiên trì luôn luôn để thực hiện thánh ý của Thiên Chúa. Thánh Alphonso cũng đã từng nói rằng ở dưới hoa ngục có nhiều người ước ao yêu mến Chúa lắm, nhưng mà tại sao mình cũng xuống hoa ngục? Họ chỉ ước ao thôi mà chẳng làm gì cả. Vâng. Cho nên là chúng ta thấy cái từ ước ao đó, từ việc mở lòng ra đón nhận đó, nó phải thực hành trong đời sống nữa. Có nghĩa là phải trải qua biết bao nhiêu gian lao khốn khó trong cuộc đời để mới có thể đi tròn con đường mà Chúa muốn. Vâng. Chúng con rất là cảm ơn cha với tất cả những gì chia sẻ của cha về cuộc đời Thánh Ignacio. Giờ đây chúng con xin cha dâng lời cầu nguyện và chúc lành cho quý khán thính giả của chúng ta. Dạ vâng, thế thì cảm ơn thầy đã đến với chúng con trong ngày hôm nay. Giờ đây chúng ta dâng lên Chúa những lời nguyện xin tha thiết của mỗi chúng ta. Lạy Chúa, khi Chúa cho mỗi chúng con được sinh ra trong thế giới này, Chúa đã có một ý định dành sẵn cho chúng con, đó là giúp chúng con nên thánh, giúp chúng con được trở về với chính quê hương chúng con xuất phát ra. Thế nhưng mà nhiều lúc trong cuộc sống, chúng con sao lãng, chúng con theo đuổi những danh vọng trần tục. Cuộc đời của Thánh Ignacio trở nên một mẫu gương cho mỗi người chúng con, đó là biết mở lòng ra để mà Thiên Chúa biến đổi, để được Thiên Chúa làm chủ cuộc đời của chúng con. Xin cho chúng con biết khiêm nhường, biết can đảm dấn thân,
để những lúc Chúa mời gọi chúng con dấn thân phục vụ Chúa và tha nhân, phục vụ giáo hội, xin cho chúng con luôn sẵn sàng đón nhận thánh ý Chúa. Lạy mẹ Maria, xin mẹ giúp mỗi người chúng con có được đức tính khiêm nhường, có được ơn kiên trì bền đổ trong việc thi hành thánh ý Chúa trong cuộc sống hàng ngày của mỗi chúng con. Và giờ đây xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Amen. Chương trình TV Ánh Sáng Tin Mừng xin được kết thúc nơi đây. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý khán thính giả. Xin quý cụ, quý ông bà và quý anh chị em tiếp tục thương yêu, nâng đỡ và yểm trợ cho TV Ánh Sáng Tin Mừng để chúng tôi có phương tiện phát triển chương trình ngày một lan rộng hơn. Mọi ý kiến đóng góp và xây dựng xin liên lạc về TV Ánh Sáng Tin Mừng, 2458 Atlantic Avenue, Long Beach, California 90806, điện thoại 562-988-7997, điện thư tvastm@gmail.com. Quý vị cũng có thể xem lại chương trình TV Ánh Sáng Tin Mừng trên mạng lưới điện toán toàn cầu tvastm.net hoặc vào youtube.com. Xin kính chúc quý vị được tràn đầy hồng ân Chúa trong vòng tay yêu thương của Đức Maria Mẹ Hằng cứu giúp. Xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần tới. Xin thân ái kính chào. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.